Hello mọi người, trong video này thì mình sẽ chia sẻ về chậu ha. Mình không nói về cây, mình sẽ chia sẻ về chậu. Thì đây là một cái kệ mà mình mua một số chậu để mình để vào trưng bày á, khá là tâm đắc với những cái kiểu chậu như thế này. Thì hôm nay cái điều đặc biệt là những cái kiểu chậu này á, là của một một anh người Việt Nam, mình thương hiệu Việt của mình ha, thương hiệu Việt của mình làm chứ không phải là Thái hay là không phải là châu Âu. Thì các bạn thấy là cái style chậu này á, thì ở bên một số cái thương hiệu Thái như là Sis Studio hay là những cái thương hiệu khác á, thì nó có sự khác biệt, có nghĩa là nó không có giống như các thương hiệu đó, cho nên nhìn nó sẽ có một chất riêng á mọi người. Thì không hiểu tại style của em thì em khá là thích những cái kiểu chậu như thế này nè, kiểu mà giống như là nó khá là cổ điển, nó cổ điển và màu sắc của nó nhìn nó không có quá nổi bật, không có quá là màu mè á. Thì thực ra ở ngoài thì nhìn những cái chậu này đẹp hơn, màu nó đẹp hơn ở trong video đó. Đây là một cái và cái một cái kệ mà mình mới mua một vài chậu mình để lên đây để cho trưng bày cho nó đẹp ha. Mặc dù là biết là sắp tới thì cũng lấy ra để trồng cây thôi, nhưng mà trước mắt thì để trưng nhìn cho nó đã mắt chứ đã. Đặc biệt là những cái chậu này á, chắc là nhiều bạn sẽ biết được chậu này đến từ thương hiệu nào, của bạn nào đúng không? Của seller nào đúng không? Chậu này là của bên Việt Studio của anh Việt Hòn á mọi người. Rất là thích cái kiểu mà phong cách mà anh ấy chọn cho cái chậu của thương hiệu của mình. Nó không có bị trùng lặp ý tưởng với lại những cái thương hiệu của bên Thái này kia, nó có một cái chất riêng đối với là chậu Việt người Việt Nam mình làm á. Nhìn nó cũng rất là đẹp, mềm, nó có một cái gọi là cũng có một cái nghệ thuật riêng nè, rồi phong cách riêng nè. Và nhìn cái màu sắc của nó khá là tốt. Cái chậu này ở ngoài đẹp hơn rất là nhiều. Ở ngoài cái màu của nó đậm hơn và sắc sảo hơn ở trong cái hình đó mọi người. Tại sao em thích cái kiểu chậu này? Thực ra cái em biết có một cái Facebook của một chú người châu Âu hay sao á, tên là Kater hay gì đây nè, quên mất cái tên rồi, mà chú đó là cũng làm chậu handmade mà dạng giống như thế này nè, và ở một cái đẳng cấp nghệ thuật khác hơn nữa, gọi là tuyệt tuyệt vời hơn nữa luôn á. Thì tại vì ở Việt Nam mình thì không có bán, và mình cảm thấy anh Việt Hoàng thì anh làm được cái kiểu chậu giống như thế này là cũng đã là một cái thành quả rất là tốt rồi, rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Có rất là nhiều kiểu chậu khác nhau, và điều đặc biệt là giá của nó thì rẻ mọi người, không có mắc đâu. Em thích trồng mấy cây mà bonsai á, hoặc là trồng mấy cái aerial hoặc là low flow mà theo kiểu hard ground á mọi người, có nghĩa là mình trồng theo kiểu khắc nghiệt á, thì nó ra được cái bonsai lên những cái kiểu chậu này rất là đẹp nè. Những chậu như vậy trồng ly top hoặc là trồng conophyton á cũng đẹp nữa. Này, chậu này nhìn dễ thương, đẹp quá nè. Chậu này cũng khá là đẹp nè. Chậu này em để dành cái chậu này để em trồng cái cây lô phô sắp về á mọi người. Đó, mọi người nhìn đi, nó có một cái sự sắc sảo riêng đúng không? Nhìn nó theo cái phong cách là bắt đối xứng, theo phong cách bắt đối xứng. Nhưng mà nhìn nó có một cái nghệ thuật, là anh ấy công nhận anh ấy khéo tay thiệt. Chậu này cũng rất là đẹp luôn. Để cho mọi người thấy cho rõ luôn nè. Rất là đẹp luôn. Em cực kỳ thích cái, thích nhất là cái này nè. Cái này mà trồng trồng aerial hoặc là low flow á là đẹp lắm mọi người, hoặc là ly top á. Những cái chậu nhỏ như vậy nè, trồng ly top hoặc là trồng mấy cái dòng mà sen đá này kia mà trồng bonsai á đẹp lắm.
những cái như hình như chỉ có mấy chục ngàn mà chưa tới 100.000 một cái nữa mọi người. Em thấy giá rất là rẻ. Cái này nó style của nó đẹp mà. À, tại vì chưa có điều kiện, chứ nếu mà có điều kiện chắc em cũng muốn trưng bày chậu trên cái tủ, giống như là mình sưu tầm chậu á mọi người, là để mình coi giống như kiểu một tác phẩm nghệ thuật á. Quay cho mọi người coi ly thóp ở vườn của em nè, trong phòng làm việc. Hôm bữa về quê được mấy ngày xong vô bị chết queo mất mấy cây, trời ơi đau khổ. Mấy đứa này nó sao nó dễ đi quá, không hiểu sao nó đi luôn á. Chỉ đang giống như nóng quá cũng chết, mà nhiều nước cũng chết, mà ít nước rễ chưa mạnh cũng chết nữa. Nhưng mà có mấy cái cây tím tím này là rất là mạnh luôn, rất là khỏe luôn, cứng nhất cả. Kiểu ảnh 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 căng á, ảnh uống nước nhiều anh căng anh tét da luôn nè. Chậu này hôm bữa mới mua thì nó hôm bữa mới mua thì nó chưa có căng, bây giờ nó căng ra rồi nè. Mới có nghỉ về quê mấy ngày vô thấy ảnh căng mứt nếp lên, mứt lên mới nở hoa xong. Có hai ở góc có hai cây cà rốt kìa mọi người. Rồi, em mới trồng cái chậu của anh Việt Hoàng vô cái bụi này nè, mọi người thấy đẹp ha, kiểu là nó phù hợp với những cái dòng cây kiểu như thế này nè, style khá là nghệ thuật. Em coi cái Facebook của ông cây thơ đó đó, lấy cảm hứng từ ông ấy luôn á, kiểu ông ấy trồng vừa chậu kết hợp chậu với cây mà theo một cái style nó rất là nghệ thuật luôn, nó rất là đẹp luôn, bắt chước. Mấy cây ly thóp này đã cứng ngắc rồi mọi người, nó cứng ngắc à, nó căng quá là nó cứng ngắc luôn à. Mà kiểu em quen tay có thích tưới á, thích tưới á, nên là cứ sợ nó tụi nó chết á, thấy tụi nó héo 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 thì khó chịu quá, ngứa tay quá cũng tưới. Mình sẽ để em sẽ để cái link của Facebook anh Việt Hoàng có bán chậu á, mọi người nếu mà bạn nào thích á, thì có thể liên hệ để mua ha. Chậu đẹp mà giá cũng mềm lắm mọi người, giá mềm lắm. Tạm biệt mọi người.